Nè, chào hello các bạn đi. Hello các bạn. Hôm nay mình sẽ ăn mặc đồ chi xúc xích nha. Làm gì? Ăn mặc đồ chi xúc xích nha. Ăn mặc tột với xúc xích nha. Rồi, gọi xích vô. Rồi qua đây nè. Rồi nướng nha. Dạ. Ôi quá. Hôm nay con gì? Con mặc tột. Con mà được. Được luôn hả? Dạ. Để anh nướng nha. Dạ. Bây giờ không nướng phụ nữa. Thơm chưa? Nghe mai mùi chưa? Thơm không? Món này gà. Ừ? Cái chân. Chân gà. Chân gà. Ừ, xương ơi, gì vậy? Ôi mà chân lắm là được không? Còn cái này. Này chút, chút. Chút hả? Đúng không? Còn cái này là bắt con gà. Cái sợi dây nè. Ơ cái gì vậy kìa? Cái gì quá trời trái luôn. Kìa cái gì kìa? Cái gì không? Kìa. Ủa nó nhiều không? Con này con nhiều. Cái con này cũng còn một thăm á. Không phải, không phải chơi được thăm. Con nhìn nhỏ. Ừ. Nhìn mẹ nè. Nè, đưa lên mình chụp hình nha. Ừ, rồi. Dâu sẵn khói. Dâu sẵn khói thì nhanh nhé, tốt cái này. Vô lấy cây củi với mẹ đi vô mình cào cào thang nha. Đúng đi đường đây cũng đi. Ừ. Ừ, lấy cái đó đi. Giống cái bông không nhau, nhìn con bạch tuộc giống cái bông luôn. Bạch tuộc á. Bạch tuộc sao? Giống cái bông luôn. Mà chở đi, để kiếm đầu quạt nha. Chở hồi chắc xuống đất hết quá. Nè, lật lại. Đó. Rồi để đi, khoan, khoan nó chở nữa. Để đi. Thơm không bằng nhau? Thơm. Ôi, bắn tay luôn. Ê,
thơm rồi đó. Chưa? Nóng. Nóng hả? Ồ nóng nóng. Tụi này đưa đây mẹ chở cho nè. Không. Đó cái trường hướng chính đó. Đưa lên cho các bạn coi coi. Thơm chưa? Đưa lên nè. Đưa cầm bạch tuộc đưa lên. Đây 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 mẹ chở cho nó. Rồi. Đây mẹ. Đây mẹ. Đi rửa. Đó, muốn chín rồi nè. Có trơn rồi. Hai con này sắp chín rồi đó. Có bông rồi thấy không? Không rồi đó. Không rồi hả? Đi bộ đó. Tập tầm dâm. Tập tầm dâm. Cái hầm cây có. Tầm tầm có. Có cây hầm. Rồi chắc mà đem tôi biết. Tập tầm chắc thì để có cây hầm. Có hầm hầm. Đúng quá. Có hầm. Ừ. Có. Mình hát bài gì nữa? Thì con muốn làm. Thôi mới hát rồi. Thôi đi học về đi. Đi học về, phải đi học về. Em mau ra, em chào cha mẹ. Cha em thương, thì con nức quá. Nè, âu yếm hôm nay mất đẹp. Cháu gần bà, cháu đi bỏ cháu. Cầu hôn cho, mẹ đã học hấp nè. Học hấp nè, mẹ bị cầm cây cây. Mẹ nhào nhào mất. Ủa? Ở trên góc xuống á, sơ ghi trên á. Nghe cái sơ ghi nè. Cá nhiều lắm luôn. Là một hạt cô tay, theo di ăn. Còn bố hôn bà tay, đều về con tay. Mẹ có hai bình mà. Hồi mời ông hát đớp luôn mà. Thôi hát bài khác đi nè. Nè chín rồi nè. Các bạn chín rồi nè bạn. Nè tươi luôn. Cắt ra cho ngon nha. Ê nóng nóng lắm. Chín rồi. Chín rồi nè Dâu ơi. Mẹ mẹ đó. Cho đi mẹ. Xúc xích hả? Chưa xúc xích để cho chín chút nữa. Cho nó xè ra luôn. Trời
con mực này chưa chín nha. Nè, cái chân này sắp chín rồi nè. Chiêu lông trăng. Xanh là gì? Màu xanh là gì? Chiêu lông trăng. Mẹ hỏi màu xanh là gì? Không phải. Mời các bạn nha. Thổi. Không hết, mẹ thổi không bông. Thổi rồi, mẹ thổi rồi coi. Không hết à. Đây mẹ hôm nay làm nước chai á. Ngon không? Không. Số mấy? Ngon số mấy? Sao có số 2 vậy? Số 1. Rớt cái tâm rồi. Nè, con nữa nè. Mời các bạn nha. Nè con. Chưa nhai hết hả? Đó, sao vậy? Dai quá hả? Nè. Hôm nay không thích hả? Rồi chút xíu mình nó thích rồi. Nóng lắm á. Mời các bạn nha. Cầm đưa mời các bạn nè. Mời các bạn. Mời các bạn nha. Không quá. Ôi ôi, nó vàng lên mềm. Nóng. Vậy nó nóng nè. Thổi. Thôi hát bài gì bài hả, đi học đi nè. Ngày đầu tiên đi học thì sao? Con gì? Con gà. Chân gà. Con móc con mang vào chỗ tàu. Thế hả? Sao con đòi mua cà tuột nướng mà con không ăn? Chỗ ẹt hả? Nó dai chứ đâu phải nó dở. Ngon nè. Thơm. Thôi mới sợ luôn. Ai
gì mà bằng dâu chê nữa các bạn. Đi dai. Khá là làng của cha. Rồi các bạn nha, mình có bạn ăn tuột với bé dâu nha. Rồi gà chín rồi nè dâu. Nóng. Nhìn nó như cái bông luôn nè. Đó. Rồi bưng lên đi. Bưng lên. Nè, quay lại mẹ chụp hình cho. Lấy lại. Đưa xích lên. Đưa xích lên, đưa xích lên. Bưng, bưng hai tay. Rồi thôi chào tạm biệt các bạn đi. Quay lại đây nè. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở dưới theo nha. Bye bye.